câu chuyện khỉ con và cá sấu bắt đầu. Một buổi sáng, cá sấu thấy đói bụng, nó bắt đầu đi tìm thức ăn. Nó đi hết bờ bên này sang bờ bên kia mà vẫn chưa kiếm được miếng mồi nào. Bụng của nó thì sôi lên sùng sục, nó đói quá rồi. Bỗng nó nhìn thấy phía bờ trước mặt có một chú khỉ con đang vắt vẻo trên cành cây. Mắt cá sấu sáng rực lên, nó vội vàng bơi ngay đến chỗ khỉ con, giả bộ tươi cười nói: "Chào anh khỉ, anh đang làm gì ở đó vậy?" Khỉ con trả lời: "Tôi đang trèo cây, anh không thấy sao?" Cá sấu lại hỏi: "Ở trên đó có nhiều hoa quả không? Anh cho tôi ăn với. Sáng nay tôi chưa ăn gì cả nên bây giờ đói quá." Khỉ con có vẻ hơi cáu, nó gắt lỏng: "Tôi còn chưa có gì vào bụng thì lấy đâu ra hoa quả mà cho anh bây giờ? Thôi, anh đi chỗ khác mà tìm." Cá sấu giả vờ ngây ngô: "Anh khỉ ơi, lúc nãy tôi nhìn thấy ở bờ bên kia có một vườn chuối chín ngon lành lắm, mà tôi không sao vặt được. Hay là tôi đưa anh sang đó, anh vặt chuối chờ cả hai chúng ta cùng ăn nhé." Nghe cá sấu tán tỉnh như vậy, khỉ con sung sướng lắm. Nó vội vàng nhảy ngay lên lưng cá sấu để qua sông. Ngồi trên lưng cá sấu, khỉ con tưởng tượng đến những quả chuối vàng ươm sắp được ăn. Nó khẽ khẽ hát: "La la 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 la." Đi đến giữa sông, cá sấu nói với khỉ con: "Mày đúng là một con khỉ ngu ngốc nhất trần đời. Ở bờ bên kia làm gì có chuối? Ta lừa mi để bắt mi ăn thịt đấy." Nghe cá sấu nói vậy, khỉ con sợ hết hồn. Nhưng nó bình tĩnh lại ngay và nói: "Anh ăn thịt tôi cũng được thôi, nhưng anh có biết trong con người tôi cái gì là ngon nhất và bổ dưỡng nhất không?" Cá sấu ngơ ngác hỏi: "Là cái gì vậy?" "Là trái tim của tôi đấy. Nếu thiếu nó thì khiến tôi trở nên rất thôi và không còn ngon nữa. Nhưng thật đáng tiếc là hôm nay tôi lại để trái tim của mình ở nhà mất rồi. Hay là anh chở tôi quay về, tôi sẽ lấy cho anh." Cá sấu nghe thế tưởng thật, nó suy nghĩ: "Thôi, đằng nào thì mình cũng đói bụng lâu rồi, chờ thêm một lúc nữa cũng chẳng sao." Nghĩ vậy, cá sấu vội vàng đưa khỉ con quay về nhà để lấy trái tim. Vừa đến bờ, khỉ con nhanh chân nhảy phát lên cây. Biết mình đã thoát nạn, khỉ con yên chí nói với cá sấu: "Đồ cá sấu ngốc nghếch, không có trái tim thì làm sao mà sống được cái chứ? Tim đang đập trong ngực tôi đây này, hồi thật là ngốc nghếch." Bây giờ cá sấu mới biết mình bị mắc lừa khỉ con, nhưng cũng đành chịu. Xấu hổ quá, nó ôm cái bụng đói meo, lủi mất